Ý thứ hai, ở nhà con mở Pháp cho con cái nghe, rồi cháu nó hỏi thế này mà con không trả lời được, con xin thầy giúp ạ. Cháu nó hỏi là gì? Sau khi người ta chết, xả bỏ báo thân thì người ta quên hết mọi việc quá khứ, vậy sao lại có chuyện oan gia trái chủ theo ta đòi nợ kiếp sau ạ? À? Con xin thầy trả lời. Sau khi người ta chết, Đức Phật nói này, nó chỉ là trong an tạ tàng tạng thức a la gia của mình, nó gọi là tạm quên khi chúng ta nhập thai. Chúng ta nhập vào thai mẹ, ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái a la gia thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là gì? Bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật, nó chỉ mới gì, mới héo lá và gì, chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì, một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi, mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì, cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A lại ra thức tức là cái tạng thức, chủng tử tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức a lại ra của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quái âm nó đi tìm ta, nó báo oán được ta, là vì sao? Vì nó chưa nhập thai, tâm của nó gì, một lòng một dạ nó gì đi báo báo thù, đi trả thù, cho nên nó gì, nó chưa nhập thai, vậy nó còn nhớ rất nhiều rất dai. Hoặc là khi gì, cái khi mà nó mới sinh ra nó cũng quên, nhưng mà sau khi lớn lên nó tự nhiên gặp nhau nó gì, nó khởi ra cái tâm gì thù hận với nhau, một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Bình thường thì có duyên thì là bạn, mà không có duyên là thù, thì từ một câu nói, hai câu nói, ba câu nói nó biến thành gì? Biến thành thù. Cho nên chúng ta mới thấy là có người mới gặp nhau lần đầu đó gì đã thấy ghét nhau, hoặc là về chung sống với nhau một thời gian thì mới thấy ghét nhau, đó chính là gì, nhân quả. Đến lúc đó nó mới chín muồi, dần dần nó mới nhận ra là gì, tự nhiên cái chủng tử thù hận ở trong a lại gia thức nó mới sinh ra, thì khi đó nó về nó nhìn thấy, nó mới thù, nó mới tìm để báo thù, nó mới tìm được, lúc đó tìm được rồi lúc đó nó mới báo thù, là như vậy. Cho nên á, cái này thì câu hỏi này nó cũng trả lời thì phải hơi dài, hơi khó một chút, nhưng thời gian không có cho nên thầy không giải thích rộng hơn hơn nữa. Thì một dịp nào đó có thể một câu hỏi tương tự thầy sẽ giải thích rộng hơn cái này. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.